súng xì khô, súng xì khô hiệu Parker, hàng của Taiwan nhé các bạn nhé. Sản phẩm đây sử dụng để lắp vào máy máy lén hơi, chúng ta có thể sử dụng lắp vào máy lén hơi để xì khô, thổi bụi. Sản phẩm của hiệu Parker nhé. Sản phẩm này thì giá rất là hợp lý thôi, giá chỉ khoảng 50-60 nghìn một cái tùy vào số lượng. Đây, một sản phẩm rất đẹp nhé. Quá lên.